có hai món cái gì đâu. Gạch gì? Gạch béo. Ừ. Nó khoai cao của mình mà chưa có sắc ra. Chút mấy củ nào dài dài thì sẽ sắc làm hai nha. Mình thử như là cái thịt cua nó hấm lắm nè chưa? Hấm. Rồi đó, con cua cốm thì tách lại ra. Hình như không thiếu gì chứ, không đủ đũa không? Mày là không bỏ gì trơn. Có đũa không? Đó. Chị Tư chưa có chén gì vậy? Trời ơi, nè không lo ơi. Ở dưới nó cũng vậy luôn ha. Rồi đủ chén không? Dạ, đủ sao lưng bả cái vậy? Thấy không? Cái đó đi. Là ở đâu nó ra. Cơm ăn không được. Tụi lên gọi cái bả nào tụi chỗ cho. Chào cả nhà nha. Cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của Gà Hàng Vlog. Thì chiều nay mấy chị em mình đang bằng cua. Đinh đây, cua này thì mình giết rồi. Bây giờ chị Ba sẽ đang chà rửa cho nó sạch. Còn bên đây cua này thì cua mình đã lựa rồi. Cua này thì nó ngon chút hơn. Cho nên chút xíu mình luộc. Cua này cua gì nãy nó nói gì? Cua cốm. Cua này nó mềm rồi đó. Ủa không phải, kêu bằng gì? Cua yếm vuông mà cua cốm. Cua cốm thì ngoài da nó sẽ mềm mềm như này gì nè. Chút xíu thì mình luộc xong mình tháo bỏ cái phần này là bắt đầu mình sẽ ăn được nguyên con cua luôn nha. Cua này là nó mắc nhất nè. Một con gì là gần cả 100.000 á. Này chỉ ba mua hồi nãy nè. Được hai con cua cốm. Còn cua bên đây thì chút xíu mình sẽ tách ra, mình nấu lẩu chao. Lẩu chao thì bữa nay có bên đây mình có một ít khoai cao nè, với rau muống nè, với cải bè xanh, với một hũ chao đây, hũ chao nhỏ ít nha, tại cua mình nhiều lắm. Hũ bự ngon vậy thì bởi vì hồi nãy chị đó mới nói chao một cái lẩu ăn hũ đó được rồi. Không, cái này mình làm nhiều rồi nha. Cái này nhiều cua. Cái này tính ra nếu mà mình làm là hai cái lẩu á. Nữa chứ nữa. Hay mấy cái cua nè. Bữa nay gia đình mình bữa nay ăn sang toàn ăn cua biển rồi. Lâu lắm rồi, mình từ khi mà mình về giờ mình chưa ăn được ăn cua biển đâu chứ. Cua này ở đây người ta chối hơi to ha. Dây này hơi to. Thường thì mấy chỗ kia người ta sẽ chối nhỏ hơn. Cua thấy nó nhỏ gì chứ cua chắc thịt không à. Nè, cua cứng nè ha. Cứng sẵn luôn, cua này về. Giăng lưới nè. Thấy không? Đủ ở trong tủ luôn. Thấy không? Rõ ràng nè. Mắc lưới. Cũng như kiểu người ta giăng cá để đầu nó chui vô. Người ta bắt nó luôn. Hồi đó hai chồng mình có làm cái món này rồi. Mà lâu rồi. Lâu hèm lại thì bữa nay sẽ mặn lại món này. Mấy tháng rồi mới đi xuống Cà Mau rồi. Ăn cua biển. Ăn cua lại thấy hèm. Cua này gần gạch đó chị. Đó nè, nói nãy tính lấy con cua này. Gạch này là kêu gạch gì chứ ba? Gạch vàng, gạch béo. Gạch béo ha. Con cua ra là cái lằn đỏ nè, nó vàng vàng ha. Con cua lúc nào nó cũng ngon. Ngon nha. Cái hồng mứa ba cho ngon quá. Đâu? Cái hồng này á, ngày qua hổng hôm tới giờ á. Cái hồng bể nè. Chứ qua cười hoài. Út lon. Bể là nước nó trôi. Mà nói gì nè. Đã ha. Không có gì bằng hết. Có chứ, cua hoàng đế bằng chứ. Để bên nè. Nãy mới đem cua cái đó nè, còn bà kia. Bà kia á, tại cua này thì nó nhỏ nha, nhưng mà có cái nó ngon. Đợi nói đợi đó chú không nói hụn bản. Cái con cua mà mình nấu lẩu, ơi từ từ nó sướt. Mình nấu lẩu á, cho nên là mình phải chà sạch cái bề mà ngoài của nó luôn. Mấy khoai cao này luộc mới ngon nè em. Khoai cao này chắc luôn á. Khoai vị mới ngon chịu. Khoai này bánh nó nấu dẻo lắm. Ừ. Cho không?
bộ hiếp chính tôi á, còn ở với ổng á cho ăn, giờ hai người thôi nhau không cho tôi ăn. Rảnh gì vui vui chứ rảnh thiệt. Bả về hoài luôn mà bây giờ từ khi bả có chồng mới rồi thì thì mình sẽ nhấp ra miếng vừa ăn vừa ăn luôn. Để riêng đi chút mình đập ra. Đập dập cho cái nước chao á thấm vô nó mới ngon. Bữa nay ăn đủ món. Có hai món chứ gì đâu. Cua hộp vịt nữa. Ừ, cua hộp vịt nữa ha. Cua hộp vịt nó gan cho con đó. Nãy có chơi ghi không nha, có chơi ghi đó nha. Ghi làm gì? Vì sao nó cho chơi ghi con đó. Rồi mày gan cái đó cho ai? Gan cái đó cho tôi với ông ăn. Để họ luộc cho chị ghi. Ôi sợ nó ăn uống gì bà ơi. Anh đừng nói lắm, anh ta rồi quá. Cái này gạch mình đâm nghe nha. Ừ, anh nữa đặng thử chung với cái gì? Cái chao. Chao, ừ. Xả mới được, ăn Nhung rồi ấy xả đi Nhung. Mày lại sao cái bụi xả của Dương Út á, mày cắt coi. Xả nước mạnh nha em. Sốc ừ. Lên á, sốc con cầm hai tay sốc lên. Ừ, vậy đó. Trắng nha. Ừ. Cua phai mà nó nhỏ vậy nè. Ngon. Cua trắng nha. Phai nhìn là biết ngon phải không? Dài quá. Nói chung là nãy giờ không bỏ miếng nào. Ừ, dài quá mình trắng, cái còn không thì mình ăn luôn. Trắng. Mua cái phi phải cuốn nó đóng gì người ta để nó dĩ gọn chết. Qua Tết tao mua cái ấy rồi. Mua cái thùng 300 lít rồi. Ô thùng bự ha. Thùng 300. Cái thùng thấy gọi đó gọn khô. 500 luôn cũng được. Thôi 500 thì nó bự quá. Luôn đẹp. 1000 đã cũng được đâu ơi. Đâu được. Nghe mình để 500 lít là 500 vừa. 500 lít, 300 lít. Có để chị mày không biết gì trơn. Mấy cua này mình luộc á thì mình không có chẻ ra nha. Cứ để nguyên con như một chút mình luộc luôn. Cua này luộc cũng ngon nè, gan muối cũng ngon nữa nè. Bơm chưa xong. Đâu cái ấy rồi. Hình như cua luộc ngon ha. Nó với cua á, nhầm người làm này làm kia chứ cua mình luộc không á. Ăn ngon. Cái muối tiêu ha. Cái này chở người ta không biết cua này cái gạch này có nó có cái gạch. Gạch béo vậy. Gạch béo. Chao thì chị ba sẽ cho vô chung với gạch luôn. Bữa nay chị ba với chị Tư bằng áo cặp nha. Rồi cái gì? Cái quai nón cũng gần cặp nữa. Ghê không? Hai chị em đó. Hai chị em song sinh. Hai chị em bạn dâu. Sao song sinh được ta? Người lớn hơn. Chị ba lớn hơn chị Tư nhiêu tuổi? Đầu 4. Chị ba thứ ba là chị ba nhiêu? 4 mấy mà. 6 7 tuổi. Chị ba năm nay nhiêu tuổi chị ba? 43, chị gần 44 rồi. Chị gần 50 rồi đó. Chị ba ăn tuổi chị hai đó. Ừ. Rồi chị Tư nhiêu? Hai nào? Mà cái này mình nãy là chị lấy cái cái chao thôi hả chị hai? Cái cái chao thôi. Chị còn cái đó. Nước thì chờ lại ha. Ừ, chút mình nấu luôn. Ừ. Luôn. Thử nè, cái này ta thử với xả với hành là cho nó thơm. Bên đây chị ba có bầm một ít hành củ. Bắt đầu nấu à? Nấu chưa? Mà đứng lên trên kia chứ đó sao lắm. Cái ghè nó cao. Đó, ờ, đứng trên đó rồi mới tới. Phần nửa xả hay ha. Ừ, còn phần nửa hồi mình xào cua. Ở đây người ta đặt 12 cái ngục. Đặt lú hả? Lú quế. Mười hai cưng ngục. Ta hả gì nè, phi ở đâu ta đi hâm. Chắc tầm phi phi mà sao ta biết được. Mình đâu có trong chuyên môn đâu. Thì cô đã lớn tuổi rồi. Cho cô vô luôn cho hè nè. À cho cái gạch với chao.
Ủa Nhung có dừa không ta? Thấy Nhung có dừa phải không? Nhung ơi. Đây nè. Chị chặt đi cưng. Em tên em quả gì? Tên em đẹp à. Bữa nay đi ra chợ ngoại thay cái đồng hồ. Để dây thì vụt rồi. Hai chồng bữa nay đi làm đẹp cũng mua dép cặp đồ mà ăn tối đi. Hai ông bà mua hai đôi dép đỏ. Bước cặp lại đi nay bước cặp. Đi thôi. Nhung ơi Nhung. Để chị ba chuẩn bị cho gạch với chao vô. Xíu ăn lẩu à, cua. Ngày bắt đầu mình tới làm gì? Cho cua vô ha. Mình đó phai cao của mình mà chưa có sắt ra. Chút mấy củ nào dài dài mình sẽ sắt làm hai nha. Mình khử như là cái thịt cua nó hấm lắm nè chưa? Hấm. Này đừng để muối nè. Không để muối nha. Cua nó có cái chất mặn à, để nêm càng vàng nó để hơi hơi mặn chết á. Chao nó cũng mặn. Chao cũng mặn nha. Cua nó thịt nó mặn sẵn rồi. Để sợ. Rồi cho gia vị lên luôn Nhung ơi. Không, hả? Không. Ồ, bữa nay hơi gió. Hỏi tiêu không? Ừ. Không nấu lẩu chao đâu để tiêu. Lẩu chao không cần tiêu. Cái chao thì cũng nhiều chứ. À. Thấy cái gì nữa không? Gặp. Gặp. Này gạch béo với con ít miếng à. Rồi chặt cái dừa đi. Mình sẽ cho một ít bột ngọt với đường. Thì chủ yếu là mình sẽ hai niêm hai gia vị đó trước rồi. Rồi coi chút xíu đây có mặn lạc kia đó mình mới niêm muối. Thơm phức rồi đó chị ơi. Thơm. Cái này một hồi thì chút xíu xíu chị ba sẽ nấu nước dừa. Nước dừa tư. Dừa tư. Tính ra cua này nó mau lắm rồi. Ừ. Cua đâu có gì để lâu đâu. Rồi để nước vô bắt đầu để phai cao, chín phai cao là bắt đầu mình ăn rồi. Ừ để phai cao liền luôn đó. À cái hao kia thôi. Nước dừa nè chứ. Để nước dừa vô. Đây xào nha. Cái này cái nồi này hồi ngon là do em nè nha. Em xào nè. Rồi giật này cái nước nhìn ngon nè. Kẹo lên trên. Có chao nè, với ba cái miếng này cái bắt đầu mình đánh ra nữa. Ừ, chút mình chấm. Chút mình sẽ làm nước chấm chao á, mình chấm với cái lẩu luôn. Để coi. Ồ, khui cái lẩu bự bự ra. Đứng này mỏi tay chết luôn rồi, không được, cũng được. Được. Chấm qua cao đi, chấm qua cao. Trái dừa này là giới hiệu đâu là gần 3 tháng cử rồi nè. Thiệt cho bỏ trái dừa này cũ. Trái dừa này bao lâu rồi, khai thiệt đi Nhung. Hồi nước về đó bà ba nhớ không? Được. Trái dừa này chút xíu đừng có bỏ nha. Chút xíu mình đi đẳng hành làm công chuyện luôn. Ủa bà trắng có đó không chị ba? Có. Khi mình cho nước dừa vô cái đầu cái nước của chao á. Dưới gạch. Ừ, dưới gạch đó nó nổi phiêu lên chân nè. Nổi lên màu vàng nhìn ngon hết sức luôn. Ngon ha. Ừ. Nãy giờ nấu trên muôi cho nên nó hơi lâu sôi. Cái tủ bếp ga bằng cây với con cư mà bằng cắm xe bên. Nè, đâm đi. Em đang bơm nước, trời đang dịch nóng dây qua đây nữa má. Cái nước chao nhìn thấy ngon à. Ngon không? Ngon. Ngon. Chị ba nấu mà. Chị ba nấu mà. Thợ nấu chị ba thơm phức luôn. Ăn được thôi. Thợ nấu chị tám. Rồi. Giờ mình sẽ chuẩn bị luộc cua. Đầy một nồi đó luôn.
chiều đi ăn. Chiều nay ăn cua nhiều. Ăn cua xong. Ê, hồi làm nước chấm thành thánh ăn. Nước chấm gì? Thằng thánh. Thằng thánh. Chỗ ở Úc Loan nói tôi làm đó. À, có biết đâu. Là đã muối ớt xong để đường để chấm. Chúc làm nó chấm cua này ngon nè. Bưng xuống bưng lên. Đây, cái lẩu cua của mình gần chín này. Chị ba sẽ cho hành củ vô. Trước là cái lẩu chín. Ừ. Rồi bắt đầu thì gần chín mình sẽ nhắc mình xuống. Hả? Để hành lá. Để rau, để hành này kia vô mình nhúng. Chín chưa? Chín đó. Mình múc ra bớt đi. Chừa lại nha. Chừng nào ngủ ai cũng nhậu. Chừng nào ăn, chừng nào ăn xong thì bắt đầu mình hết á thì mình sẽ đưa vô tiếp. Không? Cái file này thấy gì ngon nha em. Phải dẻo đấy. Phải giáo gì nè. Phải giáo. Hút nhiều nhiều ra đi em. Để hồi nó làng cái mình ăn mình chăm thêm. Múc ra múc hai ra. Hai cái chăm thêm vô cái dưới múc ra nhiều có nước chấm. Đây cua luộc mình cũng chín nè. Chiều nay ăn cơm mà cua hả? Con cua này con cua cua lột nè anh ba. Thấy không nè, cua cốm vậy cua lột là cua khác nữa hả? Cua lột còn khác nữa mềm mới lòng mà cua cốm nha. Chiều ở đây vỏ ghe rồi vậy xôm sao vậy trên mình mấy nay về tránh buồn hiu mình hiểu. Ghe này chữ VNL nè, VNL là của Vĩnh Long. À, chị ba còn biết nữa không? Dân đi ghe là phải biết nha. Đây, cơm chiều nay mình đã xong mình cua nấu lẩu chao với cua luộc. Nó ăn có hết đâu trời. Thì mày múc cho nó đi. Mày múc cho nó mấy cái cơm rồi. Cho nó. Đủ chén không? Đủ. Cắt cua ra chia qua bên đây chị. Đủ. Chia thành hai dĩa. Đủ không? Đủ lắm. Cua cốm nè, cua cốm của Úc Loan. Cua Úc Loan nha. Ăn chung đi cho cua Úc Loan. Tôi hồi tôi phân bì à. Phân bì à. Hai đứa em trong phải một đứa. Đó, còn con cua cốm nữa đây đó. Còn em rể nữa nha, chứ không phải đâu nha. Còn em Nhung nữa đâu. Còn bỏ tôi bỏ ăn. Nhung còn cua cốm kia nữa kìa. Còn cua cốm tôi đâu. Ờ, con cua cốm. Dơ nó ngồi lết. Thì con nào cũng cốm nữa. Con còn cua cốm đó. Ủa rồi, chét nữa Nhung ơi. Cua này. Cua này cũng được ha. Trời ơi, con cua. Cua nào? Để trong được. Này nè. Đứng để mày. Mày xì ra không thả nó lên. Nó xuống rồi, không chịu lên. Được cái con đâu? Con quê vậy anh. Nè, ăn gì nè. Mình ăn tiếp nữa chứ nó ăn có hết đâu. Còn chiều nay ăn cơm đông nha. Dạ. Có nguyên thịt. Anh ba bớt. Rồi đó, con cua cốm thì tách là gà. Nãy giờ hình như không thiếu cái gì chứ không đủ không? Này là không bỏ gì chứ. Có đủ không? Nào. Chị Tư chưa có chén gì vậy? Có. Nhén nhung. Trời ơi, nè Úc Loan ơi. Ở dưới nó cũng vậy luôn ha. Rồi đủ chén không? Không đủ. Sao lưng bả cái vậy? Cái đó đi. Là ở đâu nó ra. Ừ. Không có cốm à. Ăn không bỏ gì chứ. Có đũa không? Đưa đũa bạn ơi. Bỏ vỏ ngoài nó không bỏ. Bỏ vỏ mà ăn miếng đó. Cái vỏ ngoài miếng chút xíu à. Tôi lấy đũa dơ tôi. Cua kia cũng bỏ nhớ ngoài vậy. Cái yếm còn không bỏ nữa là thế à. Mà cua kia cái yếm mình ăn không được ha. Ờ còn cái này cái gì ăn cũng được chứ. Ăn nói chung là mình lột ra thì nó ăn nguyên con cua rồi. Dữ không ta? Trời ơi, khỏi nói luôn. Cứng luôn. Cua nó ngon. Nè, bẻ ra chiên ngửi miếng đi. Thử thích. Trời ơi. Là mấy cua thua nào? Không con nào con này cũng được. Con nào gần cốm đâu nữa. Bữa nay cua nhỏ thiệt nhưng mà cua ngon ngon. Cua gạch béo ngon ngon. Ăn chị Tư xích vô sao mà lắng chị Tư với em. Gái lắng đâu. Gọi gọi cho nó ăn vậy chị ơi. Cua này đúng rồi, cua còn mau nè. Ôi, vậy ẩm nó quay ra. Ồ, cái này nè. Mất cổ. Con nó như cốm không? Đưa vô mẹ quá. Vỗ cái lưng nó, vỗ ngay con cốm đó. Rồi, ăn cơm mọi người ơi. Ăn cơm đi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Bữa nay chỉ có cua và chao. Con giới thiệu món cua đó không? Cái gì? Có. Cho miếng hột vịt đó. Ở đây thì Nhung có làm thêm cua gan trứng nè, để cho mấy đứa nhỏ. Gì la dữ à? Hỏi à? Của Út á. Của Út đó chứ là hỏi của con đâu mà con dành. Chưa bắt à, chưa bắt cái cho nó coi nó bắt. Biết con này mai mốt làm gì nữa không? Lột gan gì, cái lột nguyên gì nè, lăn bột, chiên. Cái đó là cua lột. Nè em trả lại nè, để anh Long la em ăn. Con còn cua cốm được hết. Ăn mình mà anh Long la quá không, trả lại. Cái này em như chưa ấy hả? Hả? Ở trong nó còn có cái cứng cứng thôi chị, là tại nó vậy. Đâu ơi, lột cái vỏ ra. Lột vỏ ra. Không lột ra. Lột ra.
Hồi đó Hoàng mua cho không cho nó ăn cọc. Thôi đừng có. Im nha. Ngọt cua này ngọt lắm. Cái phần cua mình mới mà. Con cua thì đúng là cua Cà Mau này hay không? Nếu cua kia. Thôi nói cho mình đi về trên đường về thì mình mua cua cho nó không ngon. Nó chắc chắc cho nó không ngon. Cua đó là cua của Gạch Giá. Cua Gạch Giá thì nó mì thứ á, nó không ngon bằng cua của Cà Mau. Bả lên bả xếp cua lên nhóc cho mà. Chỉ còn da với mỡ thôi, nó không còn gì chứ. Sao? Cái nồi thịt. Gì không nè. Ơi ăn được không vậy? Ai nhớ rồi sáng. Ăn rồi cũng còn nhiều. Mà đánh ra nồi thịt tôi nói là trời ăn biết nào hết. Mèo nó ăn bớt. Mèo ăn bớt rồi. Hai con mèo nó ăn bớt. Ai đâu ai tuổi mèo đâu. Mèo nó không phải tuổi con mèo, bữa này con mèo. Mèo ra kìa. Mèo ra. Không phải không ăn được nè. Bữa sáng ăn rồi đi ngủ chi vậy? Đi ngồi ăn ngủ. Ừ. Nhỉ. Ăn ăn ngủ. Ừ. Tỉnh chết là từ sáng giờ còn gì nữa. Tính ra cái tươi mạnh á. Thử rau nha. Ừ. Chở rồi thử rau đó thôi. Ông nhậu rồi ông lên nằm, ông nằm ngủ ngồi không bận lại đó rồi đó. Trường trốn lâu lắm. Ăn cua không? Đi đâu đi đâu đi đâu. Phải không lấy cải xanh xuống cỡn rồi. Cải xanh nè. Của tôi mua nó nhỏ xíu còn ngon lắm. Ừ. Nhỏ xíu hả? Cái nhỏ nó bằng sống á. Không có, nhưng mà nhúng này là ngon, có 10.000 bạc à. Dạ em mua còn hơn, còn được lộn. Trời ơi, chả nó có cả. Nhâm xúc. Bà là quậy dữ. Bữa nào rồi nha, mua dịch xiêm mới con nè. Nhúng đủ trao. Đi về giá cho con. Bàn cơm nó phải bắt điện thoại. Nó dạ. Bữa mà, vậy. Cho anh chồng tới Tết ăn. Ở nhà có ai tướng không? Ngày nè, không có ai chồng lại là Tết ăn. Không có, nhưng mình đi về là nó già đấy. Không là nó bự, tay nó bự bạnh bạnh hết trơn rồi. Nè nè nè. Nè sao? Đây. Nó nóng. Cái cục phải cao mà không nuốt. Lâu nữa. Nó nghĩ nói chuyện luôn. Thấy nuốt vô mà cái lử. Bữa nào ha? Lạng hả? Cho anh nghĩ nói chuyện. Trời, nhức phải cao nhỉ. Nhìn mướp. Với cái gì biết không? Núm. Núm. Pha cao này ngon. Ừ. Đúng ha. Dẻo không? Ai muốn ở như tôi ở như vậy. Ôi cái này nắng quá. Vui không? Thiệt chơi không? Đây để như ở như vậy. Trời này cảnh đẹp ghê ha. Để ra đi. Về giờ. Thầy chưa gom được được cái. Cái này gom tôi có tiền, hai chồng tôi đi chơi vậy. Vậy không khỏi đi luôn. Dễ vậy, không đi. Sao mới vô không? Sao rồi, nước sao rồi nước Tết luôn hả vậy? Nước sao ai gom á? Thì ý là nào giờ nó vậy đó. Không, mình như thường đi là nước gì? Nước mùng á. Nước này là gom có tiền hơn. Ừ. Nước đực, nước cái vậy đó. Có nước BD không? Không. Ủa nãy nhớ nước nhiều lắm rồi ta. Nước gao vô. Đặt tay đầy luôn rồi, hỏi không có đầy luôn rồi đó. Cắn cho nó cái càng á. Rồi, cao cao cắn. Em ơi, cắn trong ghi cái càng cái kìa. Cái này cay cay cho mẹ nó cắn đi. Con còn cái tiền không? Mình đi rồi một tủ nữa. Phải không? Phải. Cái đó là chả mướn á. Cái tên Hoàng có gần luôn. Cái ghe là chả mướn. Chả mướn nhưng mà con cá đồ á. Người chủ đi à. Người chủ đi. Chủ tên Hoàng đó. Chủ bán đồ tên Hoàng. Đây. Đây, anh Ba Hoàng. Cái Dương chủ Hoàng Thảo rồi đó, nhưng khi cái tên Dương chủ đó. Đó, ông mới ông đồng tên Hoàng á. Là mốt không? Rồi vậy là một người đã chia tay anh ba. Cho dần ta trả tiền cũng hết. Ừ. Mất mối rồi, mất mối. Chưa rồi hỏi sao đâu. Tối nay là thế vô ngủ sớm mà biết. Tối nay 7 giờ không vô mà biết. Bà ba nói cực hoài trời. Bà nổi mấy chú gì, mấy chú gì mẹ nữa thế. Đụ mẹ mày nói nãy giờ mẹ ngồi đi. Thầy mẹ cực. Phải mình cười thôi cười sao. Nghe gì? Cua. Là đang tiếng nạn đó coi. Cua. Nói là cua. Nửa ha, chán qua nè. Nửa ha. Bởi hết lít cho ba ăn cua chứ anh. Mới nổi rồi nghỉ ăn nữa. Chị Nam ba ăn cơm trước vậy đó, còn mới ăn cua sao. Ừ. Ăn vậy mới đúng chứ. Mà vừa ăn cái đầu bắt nó cắn nha. Cắn, ăn vô tay. Lên nào. Kinh cua nè anh Tư. Đây rồi kế chị Tư nè. Ở đây tắm rửa bé ngót cho ta. Quay mà lo quay đi. Đây rồi
7 giờ không gọi. 7 giờ mà đi đâu một cái hả? Tại sớm. Nó cười hơi chắc biết không. Mày cười không. Anh đây ngồi cô nè. Bà nè mới tin cười gì trời. Phải cười gì. Mày nết không cười. Cười lớn nó không có cười. Cười gì. Sao ghi cười đó sao ghi. Biết. Nó cười đó. Cười chết thì chết. Nó có một bát khùng. Ừ ầm ngon nha. Gì khùng mà có mồi ăn đó. Mồi gì vậy? Mồi gì ăn? À, nó chào đó. Mồi gì? Thôi không phải vậy. Mồi lên ăn cơm nè. Dặn à. Dặn bạn nãy không ăn rồi vậy. Cha cha dừng chút tùm lum. À. Dặn cái nào? Nó chạy cái dặn vô mình đâu đúng. Đâm vậy.